Thưa quý vị, vào tối hôm qua ngày 19 tháng 5, chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã gặp sự cố và phải hạ cánh khó khăn trong lúc ông Raisi đang đi công du ở tỉnh Đông Azerbaijan của Iran. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy trực thăng, dù quân đội nói đã phát hiện tín hiệu trực thăng và tín hiệu điện thoại của một thành viên phi hành đoàn. Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi gặp trục trặc và đã phải hạ cánh rất khó khăn, song không nói rõ thông tin chi tiết. Đi cùng Tổng thống Raisi có Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian, Thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan của Iran và các quan chức khác, hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin. Theo nguồn tin, nó là một phần của đoàn gồm 3 chiếc trực thăng tháp tùng Tổng thống Raisi. Hai trong số những chiếc trực thăng đó chở các bộ trưởng và quan chức đã đến nơi an toàn. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Iran cho biết, tính mạng của Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian vẫn đang bị đe dọa sau khi trực thăng chở họ bị rơi ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan hôm 19 tháng 5. Vị quan chức này cho biết, chúng tôi vẫn còn hy vọng nhưng thông tin từ hiện trường vụ tai nạn rất đáng lo ngại. Truyền hình nhà nước dẫn lời một quan chức cho biết ít nhất một hành khách và một thành viên phi hành đoàn đã liên lạc được với lực lượng cứu hộ. Họ cũng cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc trực thăng chở Tổng thống. Tuy nhiên, tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Iran đã phủ nhận thông tin này. Người đứng đầu Hiệp hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Iran Pir Hossein Kolivan khẳng định đội cứu hộ vẫn chưa xác định được vị trí chiếc trực thăng gặp nạn. Ông Kolivan cho biết các đội vẫn đang tìm kiếm xung quanh nơi phát hiện các tín hiệu. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sương mù dày đặc khiến việc tìm kiếm hiện trường vụ tai nạn gặp nhiều khó khăn. Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra gần thành phố Jonfa, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 600 km về phía tây bắc. Trực thăng chở Tổng thống Raisi là một trong 3 trực thăng tham gia vào chuyến thị sát. Hai chiếc chở các bộ trưởng và quan chức Iran đã trở về an toàn, trong khi trực thăng Bell 212 chở Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Abdollahian rơi khi băng qua địa hình đồi núi giữa sương mù dày đặc. Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran đã ra lệnh sử dụng mọi nguồn lực của quân đội và lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Đến sáng nay, 20 tháng 5, đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy trực thăng. Một chỉ huy quân đội cho biết, chúng tôi đang tìm kiếm kỹ lưỡng từng cm ở khu vực xảy ra vụ tai nạn. Khu vực này có điều kiện thời tiết rất lạnh, mưa và sương mù. Mưa đang dần biến thành tuyết. Người dân Iran vô cùng lo lắng khi nghe được tin dữ này. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, rất nhiều người đã cầu nguyện cho Tổng thống Raisi cùng những người đi cùng được bình an trở về. Hàng nghìn tín đồ Hồi giáo cầu nguyện và chờ đợi tin tức về Tổng thống Raisi mất tích do sự cố trực thăng, một số lo sợ kịch bản xấu nhất. Hàng nghìn tín đồ Hồi giáo đã cầu nguyện Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian trở về an toàn sau khi chiếc trực thăng chở ông mất tích trong vùng núi đầy sương mù ngày 19 tháng 5. Họ tập trung tại các nhà thờ trên khắp đất nước, trong đó có đền thờ Imam Reza nổi tiếng tại thành phố quê hương Mashhad của ông Raisi, cũng như tại quảng trường Valiat ở trung tâm thủ đô Tehran. Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã lên tiếng trấn an người dân, kêu gọi mọi người đừng lo lắng về khả năng lãnh đạo của chính phủ Iran và khẳng định sẽ không có bất kỳ gián đoạn nào trong công việc của đất nước. Vakili, nhà báo 29 tuổi cho biết, cô sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra và vụ mất tích đã gợi lại những khoảnh khắc căng thẳng ở Iran trong những năm gần đây. Cô nói, tôi hy vọng tất cả đều ổn và được tìm thấy. Đó là cảm giác giống như chúng tôi từng thấy với tướng Qasem Soleimani, nữ nhà báo đề cập tới chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng trong vụ hạ sát bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Baghdad hồi năm 2020. Không chỉ quân đội Iran mà rất nhiều quốc gia khác đã đề nghị giúp đỡ Iran tìm kiếm chiếc trực thăng đã mất tích. Theo đó, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu đã cử máy bay và sử dụng những thiết bị tối tân nhất để công cuộc tìm kiếm nhanh chóng có kết quả. Hãng thông tấn TASS Nga và Tasnim Iran ngày 20 tháng 5 đưa tin, trong cuộc trao đổi với Phó Tổng thống thứ nhất của Iran, Cố vấn Tổng thống Liên bang Nga Levitin đã thông báo rằng, theo lệnh của ông Putin, hai máy bay tiên tiến cùng trực thăng đặc biệt và 60 nhân viên cứu hộ vùng núi chuyên nghiệp sẽ được điều đến Tabriz, Iran trong vòng 1 giờ để hỗ trợ Tehran tìm kiếm chiếc trực thăng Bell 212 chở Tổng thống Ebrahim Raisi gặp nạn. Đại sứ Iran tại Nga cho biết thêm rằng, vào lúc 22 giờ tối ngày 19 tháng 5, ông Putin đã tổ chức cuộc gặp với các quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao của Nga, đồng thời mời đại sứ Iran tham dự.
Trong cuộc gặp này, nhà lãnh đạo Nga đã bày tỏ sự đau buồn trước sự cố xảy ra với trực thăng chở Tổng thống Raisi. Ông Putin nói, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp đỡ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này đã điều động một máy bay không người lái UAV và một trực thăng trang bị tầm nhìn đêm để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm cứu hộ của Iran. Theo cập nhật của hãng thông tấn Tasnim vào lúc 4 giờ 40 phút sáng ngày 20 tháng 5 theo giờ địa phương, các trạm radar tại Iran đã ghi nhận sự xuất hiện của UAV Akinji do Thổ Nhĩ Kỳ triển khai ở phía bắc Iran. Trụ sở xử lý khủng hoảng cũng ngay lập tức được thành lập tại Iran với sự có mặt của Phó Chủ tịch điều hành, chỉ huy căn cứ quân sự khu vực Tây Bắc và các quan chức tỉnh để phân tích thông tin được chiếc Akinji gửi đến. Chiếc UAV hiện đã hạ xuống độ cao 3.300m, nhưng do thảm thực vật và cây cối rậm rạp nên phía Iran cho biết việc theo sát chiếc máy bay này có phần khó khăn. Liên minh châu Âu EU cho biết họ đang giám sát chặt chẽ tình hình tìm kiếm chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn và đã kích hoạt dịch vụ bản đồ vệ tinh để hỗ trợ các đội cứu hộ Iran xác định vị trí của chiếc máy bay. Tasnim dẫn lời Chủ tịch Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Iran cho biết tất cả lực lượng cứu hộ Iran đang tìm kiếm chiếc trực thăng chở ông Raisi bằng tất cả sức lực của mình và đang cố gắng tìm ra nơi có khả năng cao nhất xảy ra tai nạn với chiếc trực thăng. Ngoài lực lượng cứu hộ, toàn bộ lực lượng quân đội Iran từ cấp quốc gia cho tới cấp tỉnh, các bộ trưởng, chỉ huy quân đội và quan chức cấp tỉnh đã đồng loạt đến hiện trường để hỗ trợ quá trình tìm kiếm.